SAU video đầy tính đanh thép của TikToker Nono. Sức ép từ dư luận đã khiến TikToker Nono không thể ngồi yên được nữa. Nước mắt em rơi nhưng trò chơi thì chưa chắc đã kết thúc. Sau khi bị ban tài khoản, TikToker Nono đã lập một tài khoản mới và đăng hai clip. Clip thứ nhất có nội dung rằng đang làm việc với cơ quan chức năng chứ không bỏ trốn. Clip thứ hai là đến tận nhà người trong đoạn video từ thiện để xin lỗi và khóc rất nhiều. Trái với thái độ thách thức khi livestream gần đây, lần này có vẻ TikToker Nono đã rén, nhưng có vẻ hơi muộn rồi. Chào bà. Dạ, bà có nhớ con không bà? Nhớ. Hôm bữa cho bà có giận con không bà? Buồn á, mình láng nó con. Dạ. Con mình nói ấy kia nọ. Dạ. Bây giờ bà có tha lỗi cho con không bà? Thôi, nó xin lỗi rồi thôi. Không có buồn, không có chóc con vậy đó. Lỗi kia nọ, mấy chị em thôi bỏ qua hết đi, không có giận gì hết á. Dạ, con cảm ơn bà. Cái lúc mà con xin phép bà á. Có xin phép, có chụp hình đó. Dạ, con xin phép, con từ đầu tới cuối là con đều xin phép bà trước. Đúng con, rồi. Con nói là con ghi hình để có sẽ nhiều người giúp đỡ bà hơn đúng không bà? Ừ. Dạ, với lại anh chị ở trên mạng cũng nói con nhiều. Ừ. Thì con cũng biết lỗi. Con từ hôm bữa đó tới giờ con đi tìm bà rất nhiều nhưng mà con tìm không ra. Ừ. Hôm nay là con nhờ mấy anh chị con tìm được bà. Bây giờ bà coi như là con chó trong nhà, bà có gì bà dạy bảo con như bà. Dạ rồi. Thôi con khóc nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn bà. Bà ơi, cho con ôm bà một cái. Lắng con cháu. Dạ. Con khóc nữa. Dạ, tại vì mấy bữa nay mọi người có con quá trời luôn không? Nắng con mình nữa chứ, hôm nay con nhiêu? Dạ cũng 25. 25, con coi đứa con 22 tuổi, con lớn, trai. Con mong tất cả anh chị ở trên mạng cũng như là tất cả anh chị báo đài tha thứ cho em. Vì cái sự bồng bột của em một phút bất cẩn. Em mong tất cả mọi người xin lỗi. Em thành thật xin lỗi mọi người. Con cũng thành thật xin lỗi cô. Rồi, thưa con về. À, dạ. 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 Dạ.